buổi tối ngày hôm nay và thấy là lượng người tới rất là đông đúng không ạ? Ở khu vực này thì đang phu đô. Chú anh chị mình. Nhưng bạn thấy góc view là sao mà? Đứng đây nha. Mẹ thì ở lại kia ngồi nhá. Có mẹ đâu? Vâng, thì hiện tại Hải đã có mặt tại công viên dọc bờ sông Sài Gòn mọi người trong buổi tối ngày hôm nay và thấy là lượng người tới rất là đông đúng không ạ? Khu vực này thì đang phu đô, book ứng dụng mua sắm trực tuyến đấy. Rất là nhiều các bạn trẻ đang tới tại ứng dụng cũng như là vào quay để trúng thưởng xem có trình trúng những phần quà gì. Vào trong rồi, đăng ký quay trúng thưởng nha. Rất là nhiều luôn mọi người, đây có cả hướng dẫn viên hướng dẫn chi tiết luôn. Sao mà đăng ký không? Khá là đông. Bây giờ mình cùng tiếp tục đi nha. Mọi người nếu mà ai mà không muốn đi bộ thì mọi người có thể sử dụng dịch vụ xe điện bên kia kìa, 15.000 chạy tới cuối luôn, công viên luôn. Khá là rẻ. Đây là khu vực này là khu vực vui chơi này, ném bóng này. Đây, khu này mình có thể chơi ném bóng ở đây. Bóng này hơi nhỏ, chắc ném hơi khó đấy. Đang chơi ném bóng. Ngay cổng luôn chơi bóng. Đây khu vực bên này là khu vực ăn uống, hai bên đều là khu ăn uống. Và ngồi xe điện đi không? Đấy, 15.000 đi đến cuối. Đó, rất là đông. Đấy, khu vực bên ẩm thực này, bên dưới này đấy mọi người cũng đang đứng mua nhiều. Ở đây thì góc view đúng là thực sự là góc view triệu đô rồi. Đấy, đẹp lắm. Là có chủ nhật bán đông hơn, ngày thường ít khách bán hơn. Đấy, thì mình cùng qua cái khu vực này, khu vực ẩm thực này cũng đông lắm. Đấy, khu vực này bán ẩm thực nhiều. Hôm nay như là cái đài phun nước nó hoạt động cũng mọi người, và bên này thì hệ thống cái biển LED tại khu vực này này. Đấy, đang mọi thấy không, lên sáng rồi. Bên đấy quảng cáo cũng như là kiếm thêm cái nguồn thu nhập nữa. Anh này có vẻ đói quá hay sao ấy? Người nhỏ xíu ấy. Chậm đấy. Wow, khu vực ẩm thực này mình cùng đi qua khu vực ẩm thực xem thế nào nha mọi người. Đây, rất là đông. Thế mà không đăng ký chương trình kìa. Đây, bán kem kẹp Singapore này, rồi các cái ẩm thực khu vực này. Đấy, mọi người đang đứng mua ăn uống. Thì mọi người mua sau đấy tới những cái bàn bên đằng sau chỗ quán đó mọi người ngồi ăn uống trực tiếp luôn tại chỗ, khá là thú vị. Đấy, rất là nhiều luôn á, món ăn nhiều. Thì mình Hải đi vào bên trong này quay cho mọi người cùng xem. Đấy, bên này bán nước mía này, bán nước liệu ép này.
Bên này là bán sushi. Bên này khu vực bán gỏi thái, cơm lam. Ở bên gian hàng thì là bán đồ ăn vặt. Đây, khu vực này rất là đông mọi người. Ở đây có cả mai này, khu vực ăn uống ấy. Khá là đẹp, chiêu chiêu. Đây mọi người, là phi tiêu, chương trình phi tiêu ở đây rất là nhiều luôn á, 30.000 tiêu rồi. Hơi xa, em hơi khó. Đây có bông hoa hướng dương to đùng ấy, đấy, chỗ mọi người check in Tết ấy. Đây, khu vực vui chơi này, lô tô này, rất là đông. Rất là nhộn nhịp luôn á. Wow.
công viên mà mọi người có thể múc cái chè bỏ trong hồ cho nó lội qua chơi cũng được mà. Nó thay thế cái nhân baby cũng được. Anh ơi, đậu tối thì chắc là bị giò tốn nha. Nhân baby. Ăn uống thoải mái hơn trước. Mình có buổi bên GS25 à, hôm nay có nhiều cái nhãn hơn, nhiều cái thương hiệu ăn uống hơn, cũng khá là hấp dẫn. Đây, góc view mà Hải luôn thấy đẹp nhất mọi người này. Hãy ngắm tàu đi qua lại. Ở xa đấy. Đây kia đứng không? Đây này, góc view đẹp này. Đây mọi người này, ở đây góc này đứng ngắm tàu đẹp lắm. Góc triệu view, triệu đô. Cái góc này rất là đẹp luôn. Thực sự quý cô chú anh chị mình tới đây á, vậy tới đây check in một lần nhé. Đấy, đây đẹp lắm. Đấy, các bạn cũng tới đây chụp hình nhiều. Đông nha, thấy mọi người đứng bên ngoài này rất là đông. Đấy, có chú anh chị mình. Các bạn thấy góc view này sao vậy? Thank you.
đây nha. Mẹ thì lại kia ngồi nhá. Có mẹ đâu? Đây mọi người, bên này có cái tàu này đang vừa đi vừa ca nhạc vừa hát đây. Đi dưới là mặt 81 về. Bây giờ mình cùng đi dạo này bên dưới đấy một xíu, sau đấy chắc là xin phép được dừng clip sớm mọi người. Hôm nay thì có một chút vấn đề không quay dài cho mọi người, chắc là khoảng 20 phút thôi, khoảng 4 phút này, sau đấy xin phép được tắt máy nha, mọi người thông cảm giúp hãy. Đây, bên này hãy thấy mày thấy có cái biển đó đấy to đấy. Chạy quảng cáo rồi, biết là đài phun nước hôm nay đã phun chưa đấy, đấy hôm qua hoàn thiện rồi, tối ngày hôm qua thì mình hơi bận không người qua được. Trường à. Đây, chỗ này hoàn thiện rồi, lên đèn rất là đẹp này, mọi người đang ngồi đây. Đấy, đây không có một cái rác nào luôn nha, khá là sạch sẽ đấy. Đấy, tương lai thì đây nó sẽ đẹp hơn phố đi bộ Nguyễn Huệ này. Bên này Catena mọi người mới mở nữa này. Đấy, bên này Catena mở cũng khá đông khách nhưng mà không đông bằng view bờ sông Sài Gòn được. Đến đây thì Hải xin phép được dừng clip ở đây. Cảm ơn tất cả quý cô chú anh chị các bạn đã đồng hành cùng với Hải. Và hẹn tất cả quý cô chú anh chị các bạn mình ở một video clip tiếp theo nhé. Một ca khúc của